ngưỡng mộ một cái thằng ba trợn cũng là tà tư duy. Ví dụ như thấy một cái tay đó, nó mặc đồ rách, nó ôm bát, nó đi lang thang. Ồ, đây là thánh nhân cuộc đời của tôi, đây là bậc thánh, là cũng tào lao, ba trợn. Mà có biết có phải tay đó nó thiệt không? Hiểu coi, nó tu cái gì, nó nói cái gì, nó học bao nhiêu kinh điển, nhiếp tâm được chưa, nó biết cái giới luật là gì không, lời Phật dạy học được bao nhiêu cái, sửa được cái gì rồi. Chỉ thấy nó mặc áo rách, nó ôm cái nồi cơm, nó đi cái là, ồ, đây là bậc thánh cuộc đời của tôi. Đó cũng là ba trợn, đó cũng là tà tư duy. Nên là ta suy luận bậy, nên những cái suy luận bậy sai cũng là tà tư duy. Mà tà tư duy rồi nó đánh vào phước của ta liền, nó đánh vỡ tâm hồn ta, làm cho ta mất phước. Lấy tiền mệnh giá cao đưa tận tay thầy trụ trì, năm đó sẽ gặp hên. Phải tìm tiền mệnh giá cao, làm sao? Đưa cho thầy trụ trì. Thầy trụ trì ông mới làm việc cái đạo được nha, ông mới cất chùa ông làm được. Nhớ, lấy tiền mệnh giá thấp mà nhét vô tượng Phật thì năm đó sẽ gặp xui. Lấy tiền mệnh giá cao đưa tận tay thầy trụ trì, năm đó sẽ gặp hên. Con muốn nói cho mọi người đó là bây giờ á là những cái người mà phổ pháp ấy hay là cái gì về con cũng không cần ai đi hộ pháp nữa. Cái thứ hai là người dân ấy, mọi người á là cùng về về làm công việc của mình, hộ pháp cùng làm công việc của mình, với lại YouTube ấy cũng về làm công việc của mình, chúng tôi không cần ai đi theo nữa, tại vì đi theo là vừa mất trật tự, vừa mất cái giao thông, mà chúng tôi cũng không có cần phải như thế này. Cái hạnh đầu đà tập học là hậu duyên, tự mình đi khất thực, tự mình lo lấy, tự mình ấy. Còn ai mà các người tu nào ấy mà đi tập học ấy, thì tự lo lấy, tự đi lấy chứ không cần ai cả. Cứ bữa nào cũng như thế này là vừa chính quyền ảnh hưởng giao thông, vừa lộn xộn, vừa không được cái gì cả. Nên là mình cái gì, việc nào đáng làm thì mình làm, cái nào không đáng làm thì mình đừng có làm. Như thế này thì nó cũng không đúng cái hạnh nhé. Nhận tiền, con không có nhận tiền, con chỉ nhận thức ăn chay vào buổi sớm đi khất thực thôi. Thức ăn chay trên ngày hôm nay ăn rồi là cũng không nhận nữa. Vậy là sư không nhận bất cứ gì luôn, không nhận tiền, không nhận tiền, không dùng tiền, không xài tiền, không giải tiền. Con đi thì nói rồi, chỉ cần một bữa ăn chay để lấy nuôi thân tu hành. Con thì thưa anh là con thì cũng chả phải là sư là thầy gì cả, con là một công dân Việt Nam học tập theo cái lời Phật dạy thôi, chứ con cũng không mong để được thành sư hay được thành thầy gì cả. Bây giờ mới hiểu vì sao á, cái ông này á, cái ông sư này ổng có cái biệt danh là thích chuyển khoản, thích cúng dường á. Ta nói hả, ổng lên ổng giảng hả 10 bài hả thì hết 9 bài là kêu người ta cúng dường rồi. Cái gì mà giữ thần vậy, cái gì mà kêu lộ liễu quá chứ trời, người ta kêu tế nhị, người ta kêu sao cho nó kiểu tinh tế. Cái gì mà kêu á hả cúng dường cúng ơ đồ quá trời vậy thầy. Hả thầy thích cúng dường. Bữa hổm thì kêu á, ai ở gần chùa mà thấy chùa chật chội quá hả cúng dường luôn cái nhà của người ta, rồi người ta cúng dường xong rồi người ta đi ra đường người ta ở hả cha, sao mà giữ thần quá vậy cha, quá trời quá đất cha luôn hả, cho làm cái gì mà hả kinh khủng thiệt luôn á. Trời ơi, người ta có kêu cúng dường thì cũng kêu sao cho nó tinh tế, cho nó kiểu mà cho nó nghệ thuật, kêu cái gì mà lộ liễu quá vậy, quá trời quá đất luôn ha. Nói chung là khi mà nghe thầy Thích Minh Tuệ á, lên tiếng về cái việc mà không có nhận tiền rồi không có nhận cúng dường cúng ơ rồi đó thì thầy giống như kiểu thầy khó chịu hay sao, thầy khó chịu hay sao mà tự dưng thầy lên thầy kêu cái thằng ba trợn nha hả thầy thích cúng dường. Mình là một bậc chân tu, một người thượng tọa thượng ơ gì đó mà mình kêu thằng này thằng nọ sao kỳ vậy. Mình có vẻ như hơi bị sân si á. Thật sự những người mà đi tu á thì họ đã buông bỏ rồi, coi như là họ không có màng tới sự đời đó, mà sao thầy kỳ vậy hả thầy. Thầy kêu người ta là thằng ba trợn rồi nó này nó nọ đâu, tại sao không nói là một cái người đó họ đi như thế này thế kia mà tự nhiên kêu bằng thằng ba trợn rồi kêu nó này nó nọ, như vậy thì có xứng đáng là một cái bậc chân tu không? Thầy mở miệng ra thì thầy kêu là thầy coi như là nắm gõ hiểu gõ giáo lý đạo Phật đồ này nọ rồi điều đồ này nọ đâu. Trời ơi, sao mình nắm gõ mà mình nói chuyện kỳ vậy? Mặc dù thầy Thích Minh Tuệ có thể là không có giỏi bằng thầy, không có nắm những cái luật đồ, không có nắm ba cái giáo lý đồ này nọ, không có bằng thầy, nhưng mà thầy Thích Minh Tuệ là một cái người khi mà người ta nhìn vô người ta thấy rất là chân thật, rất là chân thật, rất là thật thà, rất là kiểu
không có sân si á, nhìn cái mặt nó rất là kiểu nó đức độ á mọi người, nó rất là đức độ, rất là phúc hậu á. Còn cái ông này thì nói chung là cách đây khoảng 20 năm thì chỉ cảm thấy ổng đâu có kinh khủng như vậy nữa, sao càng ngày nhìn cái mặt càng kỳ vậy mọi người. Có nghĩa là tâm sinh tướng hay sao vậy? Trong khi á, một cái bậc chân tu, một cái vị mà thượng tọa đâu coi như là cũng hả khá là nổi tiếng đó, mà tự dưng kêu người ta là thằng ba trợn đâu, trời ơi, người đi tu mà tại sao lại đi nói ra những cái từ ngữ gì kỳ cục vậy hả thầy? Cái từ đó nó chỉ dành cho những cái người mà bình thường, những cái người mà phàm tục rồi này nọ thì ở bên ngoài người ta nói gì nói, còn mình là một bậc chân tu thì mình không thể nào mình đi mình nói một cái người khác với cái việc mà mình kêu người ta là thằng ba trợn rồi nó này nó nọ rồi, trời ơi mình kỳ quá. Rồi tiếp tục á, thầy còn kêu á là ai mà cúng dường mà cúng cái mệnh giá thấp á là sẽ bị nghèo, sẽ bị nghiệp đồ này nọ đồ. Còn ai mà cúng nhét vô tượng Phật tượng ơ đồ mà mệnh giá thấp là sẽ bị nghèo, còn mà đưa cho mà chủ trì gì đó là mệnh giá cao là sẽ giàu. Trời ơi cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì mà có vụ phân biệt giữa mệnh giá thấp mệnh giá cao nữa hả? Cúng dường mà còn phân biệt được cái chuyện mà nếu như mà cúng ít cúng thấp thì sẽ không có được phước hả, phải bị nghèo hả, còn cúng là phải dâng hết của cải tài sản làm ra bao nhiêu phải dâng hết bao nhiêu hay gì vậy cha nội. Trời ơi là trời, sao mà tu hành gì đâu mà đi lên mà như vậy mà cũng được là thượng tọa đồ này nọ, đã hay quá vậy hả? Trời ơi sao hay quá vậy, cái gì mà mệnh giá thấp á thì sẽ hả sẽ bị nghèo, sẽ bị nghiệp đồ thế này thế kia, còn cúng dường là phải cúng mệnh giá cao, cúng tiền tỷ không hả gì, cúng tiền tỷ rồi mới có đồng hồ Rolex đồ, mới có mà kiểu mà xe hơi đồ tiền tỷ rồi hay sao, sao kỳ vậy, sao kỳ cục vậy, sao nói 10 câu ra là toàn cúng dường hết 10, không có câu nào mà trớt hết trơn. Mà sao mà lên mà giải thích cái gì đâu á, nói người ta karaoke thì cũng nghiệp, sao lại bị cái gì ung thư dòm họng rồi bị câm bị gì đó, trời ơi sao mà thầy gì đâu mà đi nói chuyện sao mà nghiệp quá vậy. Cái chuyện mà người ta karaoke rồi đó thì thật sự mà nói cái âm nhạc là một trong những thứ mà coi như là cái niềm đam mê rồi cái gì đó nó rất là thích trong con người của mỗi chúng ta, rồi ai cũng thích ca hát hết, thì có nhiều người họ có cơ hội để họ đứng trên sân khấu họ hát, còn có những người dân bình thường như tụi mình nè thì tụi mình đâu có cơ hội để mình đứng lên một cái sân khấu chuyên nghiệp để mình hát, thì mình mới có thể karaoke đồ để thỏa mãn cái niềm đam mê của mình, đúng không mọi người? Mà tự dưng cái ổng kêu là karaoke rồi là nghiệp đồ, rồi karaoke sau này sẽ bị ung thư dòm họng gì rồi thế này thế kia, ở trong máy lạnh thì ổng cũng la, ổng còn kêu á là những người nào mà xài tiền mình làm ra là bị nghiệp nữa. Trời ơi cái gì vậy má, cái gì mà tự dưng rồi mà tiền mình làm ra mình xài mà cũng nghiệp nữa, rồi tiền mình làm ra mình không được xài hả, mình đi cúng dường hết mới không nghiệp hay gì cha. Rồi bây giờ tiền mình làm ra mình không xài rồi xài tiền của ai, xài tiền của thiên hạ hả, hay là xài tiền cúng dường, sao kỳ vậy trời, cái gì vậy? Rồi sống phải sống kham sống khổ hả, làm ra bao nhiêu không có được ăn không có được xài hả, phải đi cúng dường hết mới ok la hả, mới không nghiệp hả, mấy kiếp sau mới được giàu hả, không biết kiếp sau có thấy giàu hay không chứ kiếp này là thấy ăn mì gói chuyện miên rồi đó nha. Làm ra bao nhiêu rồi đi cúng dường cúng ơ rồi cái gì mà sao cái miệng cái câu cúng dường nói nghe nè, mai mốt mà đi xăm cái từ cúng dường lên cái chán luôn đi để người ta nhìn vô cho người ta nhớ khỏi mất công nói. Cái miệng thì mở ra lúc nào cũng cúng dường mà cúng phải chi. Ví dụ như mọi người có hiểu không, ví dụ như bây giờ mình làm ra thì mình làm 10 đồng đi thì mình đi cúng dường cũng 2-3 đồng thôi, mình còn phải chừa 7 đồng lại để mình còn phải ăn uống lo cho con cái đủ thứ hết, học hành rồi lo cho tương lai bệnh tật đồ nữa, đúng không mọi người? Mình phải chuẩn bị tiền để dành tiền để mình còn lo cái này cái kia ăn uống con cái rồi để dành bệnh hoạn đâu, bệnh hoạn có đi vô sinh đâu ông cho không. Mà bây giờ là ổng kêu cúng làm cái gì cũng cúng hết trơn á, ổng kêu là ai mà cúng cho ổng 10 tỷ là ổng xỉu. Trời ơi ở đâu ra 10 tỷ giữ thần vậy trời hả? Trời ơi, thầy không xỉu chứ con cũng xỉu nè thầy. Thầy á, ai mà cúng thầy 10 tỷ á, thầy chưa xỉu là cái người cúng đó người ta xỉu rồi đó. Tại vì 10 tỷ đó mà trời ơi, mồ hôi nước mắt của người ta mà ở đâu ra 10 tỷ à? Ai cúng mà dường 10 tỷ à, tôi la nhận là tôi xỉu. Xỉu gì quá vui mừng hay gì? Còn bày đặt á hả? À, bởi vì á hả từng đồng từng cắt tôi xài cái đó mà đúng từng đồng từng cắt là tôi rất là mệt mỏi đó. Trời ơi là trời quá đắp thầy đúng không ha. Bởi vì thầy kêu là xài tệ đừng có kiểu mà cái gì cũng ấy hết trơn, cái gì cũng nghiệp hết trơn, qua cái miệng thầy cái gì cũng nghiệp, đi câu cá cũng tự dưng ta đi câu cá cũng là người ta lừa đảo, cái gì kỳ vậy, rồi thế nói quá trời nói luôn. Cho nên á
Chí Cảnh nghĩ rằng là cái thầy này đã làm ảnh hưởng rất là nghiêm trọng cho đến cái những cái người mà tu chân chính đó mọi người. Thật sự những cái phát ngôn của thầy này trên không gian mạng đã làm ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đối với những người mà tu chân chính, chứ không phải là thầy Thích Minh Tuệ nha. Thầy Thích Minh Tuệ không có làm gì mà ảnh hưởng tới 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 những cái người khác hết trơn á, đúng không mọi người? Thầy Thích Minh Tuệ chỉ có đi như vậy thôi, và thầy Thích Minh Tuệ đâu có kiểu truyền bá, đâu có rao giảng, đâu có kênh YouTube, đâu có ekip chuyên nghiệp giống như cái thầy Thích Cúng Dường, Thích Chuyển Khoản này đâu. Mà trong khi đó đó, như vậy cũng bị thầy này nói nọ. Trong khi đó đó, ổng tối ngày ổng cứ lên ổng phát ngôn hết cái này tới cái kia, ổng giảng trời ơi là trời, ổng giảng quá trời quá đất. Ổng giảng ổng làm cho những cái người mà tu thật sự á, những người tu chân chính hoặc là những bậc chân tu, hoặc là những người mà người ta những ngôi chùa mà người ta đàng hoàng á, là bị ảnh hưởng bởi ổng. Tại vì những cái lời nói của ổng làm cho chúng ta cảm thấy rất là ngao ngán luôn, đúng không mọi người? Làm cho chúng ta cảm thấy rất là ngao ngán, và chúng ta cũng không còn kiểu mà hứng thú, và chúng ta cũng không mất niềm tin nữa, mất niềm tin với những người mà đi tu nữa, đúng không mọi người? Qua những cái miệng của ổng, má tối ổng cứ kêu cúng dường cúng ơn, làm cho người ta cảm thấy giật mình. Người ta nói tại sao tất cả những gì mà chúng tôi làm ra chúng tôi phải đi cúng dường cúng ơn, cúng dường cúng ơn, trời ơi là trời, cái gì mà có cái nhà không cái nhà, mà cái nhà cấm trụ đó mà cũng phải bắt đó ha. Ổng kêu là phải đi cúng dường cúng nguyên cái nhà. Thấy chứ ừ hả, mình làm ví dụ như mình làm một tháng mình dư ra ít đỉnh đi, rồi mình qua mình cúng dường thì cũng được. Cái này gì đâu mà giống như kiểu mà cúng hết rồi cái gì mà cũng phải dâng hiến hết vậy. Kỳ quá, thật sự mà nói rất là kỳ luôn á mọi người. Và Chí Cảnh cảm thấy như là cái ông này á là cần phải có một cái cơ quan chức năng nào đó vào cuộc để mà điều tra, rồi để mà chấn chỉnh lại ổng những cái phát ngôn của ổng. Chứ bây giờ những cái phát ngôn của ổng đã làm ảnh hưởng rất là nghiêm trọng luôn á mọi người. Và chỉ cảm thấy là ổng đang có dấu hiệu và vướng vào cái việc mà lợi dụng cái tôn giáo đó để đi mà truyền bá những cái điều mà Chí Cảnh cảm thấy nó cực kỳ tệ hại luôn đó, làm cho mọi thứ nó rất là lộn xộn, nó rất là rối rắm, rồi nó làm cho cái bên này bên kia làm rất cực kỳ lộn xộn luôn á. Cho nên nó là thầy Thích Minh Tuệ là một cái người mà kiểu không có nhận quyên góp nè, không có nhận cúng dường nè, cũng như là không có kiểu không có những cái sự kêu gọi giảng dạy đâu, giống như ông này á. Cho nên là ổng cảm thấy cái việc của thầy Thích Minh Tuệ đã làm ảnh hưởng tới ổng hay sao đó, mà ổng lên ổng kêu người ta là thằng ba trợn đồ. Ổng kêu một cái người mà hả lấy những cái áo, khoác những cái áo rồi xong rồi cái lấy cái nồi cơm điện đi khất thực đồ, rồi biết người ta có tu thật hay không, rồi có biết giáo lý đồ hay không đâu. Trời ơi, không có cần giáo lý, không có cần phức tạp, không có cần nhức đầu gì hết trơn á nha. Thầy biết nhiều quá mà tối ngày thầy lên thầy nói thấy tào lao quá thầy ơi. Thầy biết nhiều quá mà thầy lên thầy nói tào lao quá. Còn thầy kia biết ít nhưng ta không có nói nha. Có thể biết ít hơn thầy nhưng mà ta không có nói, không có rao giảng những cái mà làm cho mọi người cảm thấy quá quá sợ hãi, quá ngán ngẩm. Và nói nghe nè, mai mốt mà có kêu người ta cúng dường thì nói ra sao cho nó tinh tế, cho nó nghệ thuật. Chứ bây giờ mình nói như vậy nó hơi bị thô quá đó, hơi bị lộ liễu quá nha. Tiếp tục thì ngày hôm nay đó, cái má mà ăn dưa leo á, Phương Trinh á, cái má mà ăn dưa leo Phương Trinh á, đã bị là Sở Văn hóa Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh á và Sở Văn hóa và Sở Truyền thông và Thông tin vào cuộc vụ ăn reo la Phương Trinh phát ngôn gây sốc nha mọi người nha. Đại diện Sở Văn hóa Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ làm việc xác minh làm rõ các phát ngôn gây tranh cãi giữa tài khoản mạng xã hội ăn reo la Phương Trinh về tôn giáo và xã hội nha. Thì phía sở cho biết đã nắm được thông tin vụ việc, sẽ làm việc với sở từ góc độ chuyên môn văn hóa và đưa ra phản hồi trong tuần sau. Những ngày gần đây, Angela Phương Trinh trở thành tâm điểm trên mạng xã hội khi có nhiều bài viết bày tỏ quan điểm về ông Thích Minh Tuệ. Cô gọi những người mang quan điểm khác mình là giặc, những ý kiến không giống mình là truyền thông bẩn. Ngoài ra cô còn xúc phạm một tôn giáo khác. Bài viết gần đây nhất của Angela Phương Trinh đăng tải ngày 2 tháng 6. Các bài đăng trên tài khoản Facebook của nữ diễn viên có lượng tương tác và bình luận cao. Nhiều người để lại bình luận cũng như chia sẻ bài viết bày tỏ phẫn nộ về sự lộng ngôn của cô. Không ít người cho rằng hành vi của cô cần được xử lý. Hiện tại tài khoản mang tên Angela Phương Trinh đã khóa chức năng bình luận.
Vài năm gần đây, Phương Trinh cho biết cô hướng Phật, ăn chay trường và mở quán chay. Đây không phải là lần đầu tiên tài khoản mạng xã hội của nữ diễn viên có phát ngôn gây tranh cãi. Cô từng đăng nhiều thông tin sai lệch phản khoa học như nuốt dung và sám hối để trị bệnh ung thư. Nói chuyện với khối u thì khối u sẽ biến mất. Ngoài ra, cô còn so sánh người khuyết tật với ếch nhái, đưa tin con sinh ra bị khuyết tật là do luật nhân quả của cha mẹ. Nói chung là cái con mà ăn dưa leo Phương Trinh này đó mọi người, thì đã bị sở văn hóa và truyền thông á, đã làm việc rồi, và trong tuần sau thì người ta sẽ đưa ra cái kết quả này nha. Trước đó thì ở phía em gái của cái con mà ăn gheo la Phương Trinh này đã có một cái bài cầu cứu, nói rằng là cái con này bây giờ là không có liên lạc được với nó đó, không có liên lạc được với nó, bây giờ là coi như nó không còn là nó nữa, gia đình bây giờ là không có liên lạc với nó từ lâu rồi, không có liên lạc với nó. Thì cái đứa mà em gái của cái con ăn gheo la này đã lên mạng cầu cứu như vậy đó nha mọi người nha. Thì bây giờ Chí Cảnh sẽ đọc cho mọi người coi cái bài viết mới nhất của cái con ăn gheo la này, bất chấp cái việc mà Sở Văn hóa Thông tin và Truyền thông người ta đã vào cuộc rồi, nhưng mà cái con ăn gheo la này thì nó vẫn tiếp tục đăng bài như thế này nha mọi người nha. Chí Cảnh sẽ đọc cái bài viết của cái con ăn gheo la này. Phật tử nên biết rõ sự khác biệt như sau. Cái con ăn gheo la này nó nói như thế này nha, cái con mà ăn dưa leo á. Chư Tăng ôm bát đi khất thực một chút buổi sáng rồi quay về tịnh xá, ngồi thiền bái lễ tụng kinh học đạo lý. Còn anh Tú đi từ Bắc vô Nam để trình diễn theo chỉ đạo của tổ chức ngầm. Cái con mà ăn dưa leo này á, nó nói là thầy Thích Minh Tuệ á, là đi như vậy á, theo chỉ đạo của tổ chức ngầm, thì không biết là nó có bằng chứng hay không, nó có cơ sở, nó có những cái gì cụ thể hay không mà nó biết là thầy đi theo sự chỉ đạo của tổ chức ngầm. Vậy tổ chức ngầm là tổ chức nào? Nếu như mà nó biết được cái điều đó thì tại sao nó không báo cơ quan chức năng đi? Tại sao thầy đi tới đâu dẫn được cơ quan chức năng họ ra sức để mà họ bảo vệ thầy, rồi họ coi như là họ cũng đi theo để mà bảo vệ thầy đó mọi người? Thì nếu như mà có một tổ chức ngầm nào đó thì tại sao cơ quan chức năng họ dẫn để cho thầy đi, đúng không? Cho nên cái con này là một cái con mà nói chuyện mà nó không có não nha mọi người, nó chân nó dài nhưng mà não cực kỳ ngắn nha. Tiếp tục đây. Chư Tăng có truyền thừa nối tiếp từ Đức Phật, còn anh Tú tự xưng rồi chối biến mình không phải là tu sĩ nhưng vẫn đón nhận sự cung kính của mọi người giống như lừa đảo. Cái gì vậy má Phương Trinh? Tự dưng cái má kêu là chối biến mình không phải là tu sĩ, chứ bây giờ tự nhận là tu sĩ thì mày cũng nhảy dựng lên. Ví dụ như bây giờ thầy nói là thầy đi, thầy là nhà sư đi, thì mày nhảy dựng lên, thì thầy mới nói là thầy không phải là sư gì hết, thầy không phải là nhà sư gì hết, rồi mày kêu người ta chối. Rồi bây giờ người ta nói người ta nhà sư, cái mày nhảy dựng lên, mày nói thế này, mày hỏi tu ở đâu đồ thế này thế kia, mày kêu người ta xuất trình đồ mà thế này thế kia. Rồi bây giờ thầy nói là thầy không có mà có phải là nhà sư thì mày kêu thầy chối. Trời ơi, chứ bây giờ nói nhà sư rồi bắt đầu mày nhảy dựng lên hả? Rồi thêm nữa là mày kêu là vẫn đón nhận sự cung kính của mọi người giống như lừa đảo. Sao vậy? Sao mà một cái sự so sánh khập khiễng vậy? Tự dưng hả, vẫn đón nhận sự cung kính thì thầy đi tới đâu thì người dân người ta ấy như vậy thì thầy nói sao? Ví dụ như thầy đi tới đâu thì người ta cung kính, người ta vái lại thầy như vậy thì đó là lòng thành của người ta. Rồi bây giờ thầy phải làm sao? Thầy không lẽ thầy la lên, thầy đuổi người ta hay thầy thế nào? Thì thầy cũng cũng rất là vui vẻ, rất là hòa đồng với mọi người, mà mày kêu lừa đảo là lừa đảo sao? Phải chi mà người ta đón nhận cái sự mà tiền bạc đồ này nọ thì mày kêu người ta lừa đảo. Còn cái này nó có liên quan đâu, chỉ là một cái sự cung kính của người ta, một cái sự ngưỡng mộ người ta dành cho thầy, thì thầy tiếp nhận cái đó mà mày gọi là lừa đảo. Trời ơi, mày có bị gì không vậy má? Tiếp tục nha. Chư Tăng có giấy tờ hợp pháp từ hành chánh quốc gia đến hành chính giáo hội để đảm bảo có sự quản lý về tư cách phẩm hạnh, còn anh Tú không có giấy tờ tùy thân gì. Vậy tao hỏi mày, cái ông thích chuyển khoản với cái ông thích mà chuyển thích cúng dường đó, ổng phẩm hạnh ổng cao dữ chưa? Rồi có ai quản lý những cái phát ngôn của ổng chưa? Mày thấy ổng lên mạng ổng phát ngôn, cái ông mà sư phụ của mày đó, cái ông sư phụ của mày đó, ổng lên ổng phát ngôn như vậy đó, rồi ai quản lý ổng? Mà mày kêu á là Chư Tăng á là coi như là ai cũng có cái giấy tờ hợp pháp đồ này nọ, còn thầy thì không có, rồi không có ai mà quản lý về tư cách phẩm hạnh, còn ông thầy anh Tú á thì không có giấy tờ tùy thân gì. Mày quá trời quá đất mày luôn nha. Tiếp theo nè. Chư Tăng tu hành khiêm
cung kính đạo, mỗi ngày lễ Phật, tụng kinh, ngồi thiền, học giáo lý, giảng dạy, làm việc công đức, còn anh Tú chỉ đi chứ không biết tu hành gì, không biết đạo lý gì. Trời ơi, thì mỗi người có một cách tu, mỗi người có một cách tu, tu là sửa, mày thích mày tu, mày thích mày ngồi thiền, mày thích mày lễ Phật, mày thích mày tụng kinh, mày thích mày ngồi thiền, mày học đạo lý, mày giảng dạy, mày làm công đức công ơn gì đó. Còn thầy thì thầy không có làm cái đó, mà thầy đi thì thầy đi như vậy để mà thử thách bản thân mình, đó cũng là một cách tu. Tu là sửa, tu có nhiều cách tu lắm con, tu không có nghĩa là mày tối ngày mày ngồi đó mày niệm Phật, mày tụng kinh là tu đâu con. Mày quá trời quá đất mày luôn, mày kêu là chứ thầy đi chẳng biết tu hành gì, không biết đạo lý gì. Trời ơi, thường mấy đứa nói đạo lý tao thấy mệt lắm. Mày nhất là mày đó, mày hay nói đạo lý lắm. Mày hay nói đạo lý lắm mà mấy cái con mà nói đạo lý sống như cái ấy đó nha con. Rồi tiếp theo là nó kêu nè, chư tăng xưa nay mặc áo vá vì lúc đó giải rất hiếm, ai cũng ghét nhiều mảnh hơi khác nhau, miễn sao che thân kín đáo, còn bây giờ vải vóc sản xuất nhiều không nên không cần phải ghép, còn anh Tú ghép để biểu diễn chứ không phải vì nghèo, mà ghép có công nghệ chứ không phải ghép bừa. Công nghệ là công nghệ nghệ gì má? Công nghệ là công nghệ gì? Trời ơi, thì thầy hả, thầy thích như vậy đó, thầy thích thầy ghép lại như vậy đó, thích năm màu để mà thể hiện cho những cái sự mà khổ đau đồ này nọ rồi đó, thì người ta thấy cái giải mà gì thì người ta tự mai tự ghép lại. Còn mày thích mặc một màu, mày thích mặc một miếng thì mày thích mày mặc đi. Còn bây giờ mày kêu là cái gì mà dạ gì lúc đó giải rất hiếm, ai cũng ghép được. Trời ơi, người ta thích làm như vậy đó á, người ta thích, người ta ghép nhiều mảnh đó, người ta bận gì đó, rồi mày làm gì? Mày kêu là hả, mà ghép có công nghệ chứ không phải ghép bừa. Công nghệ gì? Người ta có cái máy mà mai tay đó thì người ta ghép vô, chứ công nghệ gì nó má mày đó. Rồi tiếp tục nè, chư tăng không bao giờ dám bộc lộ sự cao thượng của mình. Mày đúng vậy không? Chư tăng không bao giờ dám bộc lộ sự cao thượng của mình, đúng vậy không má? Cái ông thầy của mày đó, ông khiêm nhường quá ha. Cái ông thầy của mày ông khiêm nhường quá, không dám phơi bày giá trị cao quý của mình. Không dám phơi bày giá trị cao quý, mà tao thấy đeo đồng hồ Rolex không à má, đeo đồng hồ Rolex rồi đi xe tiền tỷ không à. Không có dám đâu, không có dám phơi bày sự cao quý của mình đâu má. Còn anh Tú thì có tổ chức chỉ đạo từng bước đi. Tổ chức nào? Ai? Sao mày biết? Sao mày biết mà có tổ chức chỉ đạo từng bước đi? Có tổ chức dùng truyền thông thời đại để đẩy lên làm ngọn cờ đầu trong việc chống phá Phật giáo. Cái gì vậy má? Ai chống phá Phật giáo hồi nào? Trời ơi, làm gì mà có cái tổ chức nào mà chống phá Phật giáo má? Hay là chính cái ông thầy của mày đã đi lên mà nói hả, giảng đạo tào lao đó, làm cho người ta mất niềm tin vào Phật giáo thì có. Chứ thầy mà Thích Minh Tuệ đó có cái gì mà mày kêu là dùng truyền thông thời đại để đẩy lên làm ngọn cờ đầu chống phá Phật giáo? Ai chống phá Phật giáo hồi nào má? Mày có bị bệnh không vậy? Mày có bị bệnh quan tưởng không vậy hả má? Rồi tiếp tục nha mọi người nha. Chư tăng có cố gắng hỗ trợ nhau tu hành và giáo hóa, tán dương lẫn nhau để bảo vệ uy tín cho nhau. Còn anh Tú mặc cái áo ghép xong là chửi tan nát cả giáo hội. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy hả? Ăn dưa leo phương trinh. Ăn dưa leo phương trinh ơi, mày kêu quá là chư tăng cố gắng hỗ trợ nhau tu hành và giáo hóa, tán dương lẫn nhau, có nghĩa là khen lẫn nhau đó đúng không? Người này khen người kia đúng không? Để bảo vệ uy tín cho nhau. Trời ơi, rồi còn anh Tú mặc cái áo ghép xong là chửi tan nát giáo hội. Ta hỏi mày nè, thầy Thích Minh Tuệ chửi hồi nào? Chửi giáo hội hồi nào? Thầy Thích Minh Tuệ chửi giáo hội hồi nào? Chưa bao giờ. Chưa bao giờ đụng chạm gì tới tụi bay hết trơn á. Thầy không bao giờ nói gì tới tụi bay hết. Thầy chỉ có cái chuyện mà thầy đi như vậy thôi, không hề nói gì tới ai hết trơn á. Mà mày kêu là ghép xong cái áo và chửi tan nát cả giáo hội, chửi hồi nào? Mày có bằng chứng không? Mày có những cái đoạn clip nào mà thầy chửi không? Rồi tiếp tục cái câu cuối cùng của cái con này nè mọi người, mấy quan mấy đáng mắc cười nè. Chư tăng cúng dường qua lại cho nhau. Chư tăng mà làm gì có tiền đâu cúng dường má, chư tăng mà cúng dường gì mẹ. Trời ơi, cúng dường là bá tánh má ơi, bá tánh chúng sinh cúng dường má. Mày kêu chư tăng cúng dường qua lại cho nhau, cái gì vậy mẹ? Chư tăng cúng dường qua lại cho nhau, vui mừng khi thấy có các thí chủ biết phát tâm cúng dường cho chùa. Còn anh Tú kêu đừng cúng dường. Thế à, cái ghê con này ghê nè. Còn anh Tú kêu đừng cúng dường với mục đích chặn mất nguồn sống của tăng ni, khiến cho đạo Phật tự hủy diệt luôn. Còn nhiều sự khác biệt lắm. Tao nói cho mày nghe nè, đầu tiên á, thầy Thích Minh Tuệ kêu đừng có cúng và đừng có cúng cho thầy. Thầy nói là mỗi ngày thầy chỉ có ăn một buổi thôi.
thì đừng chỉ là cho thầy ăn một buổi ăn vậy thôi, đừng có cho tiền, đừng có cúng cái gì xây gì cho thầy hết trơn á, là thầy kêu cho thầy, chứ thầy không có kêu là đừng cúng cho chùa, đừng có cúng cho cái ông thầy của mày nghe, cái con ăn dưa leo Phương Trinh, thầy Thích Minh Tuệ không có kêu là đừng có cúng cho chùa, mà thầy chỉ kêu là đừng có cúng cho thầy thôi. Thầy nói là một ngày thầy chỉ ăn một buổi như vậy thôi, cho thầy ăn như vậy là thầy đủ rồi, thầy không có cần nhận nữa, qua ngày hôm sau thầy sẽ nhận tiếp, trong cái buổi đó ăn đủ là xong. Chứ thầy đâu có kêu là đừng có cúng cho chùa, mà mày kêu là tự dưng mày kêu là còn anh Tú kêu đừng cúng với mục đích gì chặn mất nguồn sống của tăng ni, cái gì vậy má, cái gì, ủa vậy là nguồn sống của tăng ni là phụ thuộc vào cái chuyện cúng dường đó hả, có nghĩa là nếu không ai cúng dường là coi như là không sống được đó hả, sao kỳ vậy má. Chứ tao thấy mày ngày xưa đó, cái Phật á, Phật Thích Ca đó, Phật Thích Ca cũng đâu có ai cúng gì đâu, Phật Thích Ca cũng tự đi mà tu hành kham khổ đó, nhưng mà vẫn sống bình thường đó, có sao đâu. Mà mày kêu là cái gì mà với mục đích chặn mất nguồn sống của tăng ni khiến cho đạo Phật tự hủy diệt luôn, có nghĩa là theo mày là đạo Phật là cần phải có một cái người mà kiểu cúng đồ này nọ thì mới có thể duy trì, mới có thể sống được hả? Trong khi là trời ơi, mày quá trời quá đất mày luôn nha, mày quá trời quá đất. Cho nên thật sự mà nói cái vấn đề này thì Chí Cảnh nghĩ là rằng nó rất là nhạy cảm với mọi người, nó rất là nhạy cảm, cho nên thì mình sẽ không có nói sâu vào. Nhưng mà Chí Cảnh cảm thấy cái con này giống như kiểu mà nó bị quá cuồng á mọi người, nó bị quá cuồng, nó bị quá khích luôn á mọi người, nó bị quá cuồng quá khích luôn á. Nó làm như cái chuyện gì đó, bây giờ là nó cái giọng điệu của nó là y chang như cái ông thầy của nó luôn. Cái giọng điệu mà cúng dường cúng ơ đồ là y chang như cái ông thầy mà thích chuyển khoản, thích cúng dường luôn. Nó kêu là tăng ni á, chư tăng cúng dường qua lại cho nhau, mừng vui khi thấy có các thí chủ biết phát tâm cúng dường cho chùa, còn anh Tú á kêu đừng cúng dường với mục đích chặn mất nguồn sống của tăng ni khiến cho đạo Phật tự hủy diệt luôn. Cái gì vậy má, đạo Phật không có bao giờ mà tự hủy diệt khi mà người ta không cúng dường hết trơn á. Tại vì tu có nhiều cách tu, ví dụ như bây giờ tu trong chùa không được thì người ta về nhà người ta tu, đạo Phật là không bao giờ hủy diệt được hết á. Tại vì không phải là chùa mới là đạo Phật đâu, cho nên đạo Phật là một cái gì nó rất là rộng lớn. Và mặc dù mày không có đi vô chùa, mày tu mày ở nhà mày tu, nó vẫn duy trì được đạo Phật vậy má, chứ đâu phải là chỉ có chùa mới là duy trì đạo Phật đâu mẹ. Mà mày kêu là khiến cho đạo Phật hủy diệt luôn, mày biết đạo Phật á hả, lịch sử hình thành của đạo Phật bao nhiêu ngàn năm chưa. Và đạo Phật nó đâu phải là mày chỉ là mày ở trong chùa, mày ở trong chùa mày mới tu được đâu, mày bây giờ mày đi đâu mày cũng tu được hết trơn á. Nếu như trong lòng mày có Phật á, trong lòng mày có Phật, mày ở nhà mày cũng tu được, mày ở ngoài ruộng, mày ở ngoài đồng, mày ở trên rừng, mày ở trên núi mày cũng tu được nữa. Chứ mắc cái gì mà mày kêu là bây giờ không có cúng dường một cái là đạo Phật tự hủy diệt. Ủa vậy đạo Phật á hả, phải có cúng dường mới có thể duy trì được hả? Ê mày kỳ quá, mày rất là kỳ nha, ăn dưa leo Phương Trinh nha. Cho nên những cái phát ngôn của mày là cần cơ quan chức năng là cần phải điều tra đó, cần phải điều tra mày đó. Tại vì mày phát ngôn ngu quá, mày là cái con rất là ngu. Bữa nay tao chửi mày luôn á, bữa nay tao chửi thẳng vô mặt mày là mày con cái con rất là ngu, mày nói chuyện ngu quá. Bởi vì cho nên là bây giờ là Sở Văn hóa Truyền thông á là sẽ vào cuộc để mà điều tra mày đó, để điều tra những cái phát ngôn của mày đó nha. Đó cho nên là tuần sau đó có thể là mày được bế lên phường đó, có thể mày được mời lên phường đó. Mày bớt đi má ơi. Mày đó hả, trời ơi là trời, mày tối ngày mày đạo lý đạo ơ rồi mày làm đạo lý đạo ơ, rồi mày lên TikTok mày like mày bán hàng bán ơ rồi. Mày quá trời quá đất, tao thấy cái bản mặt của mày đó, trời ơi ngày xưa nhìn mày cũng đỡ đỡ nha, ngày xưa lúc mày đóng phim đâu nhìn mày cũng dễ thương đâu, nhìn mày cũng ấy đó. Sao càng ngày cái mặt của mày càng kỳ vậy? Cái mặt của mày càng ngày càng kỳ đó, trời ơi mấy năm trước tao nghe nói mày ăn chay rồi mày ăn năn sám hối rồi mày làm cho hình ảnh của mày đẹp đẽ hơn, tao tưởng đâu mày kiểu mày quay đầu là bờ mày ăn năn hối cải. Trời ơi là trời, mày đừng có ăn chay nữa, bây giờ mày cứ ăn năn cho tao, mày cứ ăn năn sám hối đi con ơi nha. Mày chắc chắn tuần sau mày sẽ bị mời lên đó, tại vì mày đã xúc phạm tới những cái hội giáo khác đồ tùm lum hết trơn nè. Mày kêu là linh mục linh ơ, mày so sánh ha. Cho nên là Chí Cảnh hy vọng rằng tuần sau á là Sở Văn hóa và Truyền thông á sẽ làm việc với cái con này và phạt thật là nặng cho nó luôn á mọi người, cấm tài khoản của nó luôn đi, để nó lên mạng hả. Trời ơi trời, tao nói mày nghe, cuối cùng tao nói mày nghe nè, mày có ủng hộ cái ông thích chuyển khoản thích cúng dường thì mày cứ ủng hộ, còn thầy Thích Minh Đạo thầy Thích Minh Tuệ á không có liên quan gì tới mày hết trơn á, không có nói gì tới mày, không có nói gì về thầy mày hết trơn á, thì không biết vì lý do gì mà sao mày nhảy dựng lên, có vẻ như là đang ảnh hưởng tới quyền lợi của mày đúng không. Nói cho cùng là bởi vì do thầy Thích Minh Tuệ không nhận cúng dường, mà cái ông thầy của mày thì ổng rất là thích cúng dường, cho nên ổng khó chịu và mày khó chịu theo, đúng chưa cái con ăn dưa leo, cái con mà ăn tu la Phương Trinh nha.